Câu chuyện của chúng tôi là về việc anh bạn vừa mới hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp đầy thử thách sau 12 năm đèn sách miệt mài. Thật hào hứng vì đã hoàn thành một bước đi quan trọng. Việc tự hỏi mình nên làm gì cho tương lai? Việc tưởng tượng đến ngày tốt nghiệp đại học, có công việc mơ ước ở một công ty chuyên nghiệp, nơi Việt sẽ từng bước thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Nhưng có một chút xíu vấn đề ở đây. Có đến hơn 162.000 cử nhân thạc sĩ đang thất nghiệp ở Việt Nam. Làm thế nào Việt có thể cạnh tranh với họ? Làm thế nào để Việt trở nên khác biệt? Làm thế nào để Việt chắc chắn có được một tương lai thành công? Việt hiểu rằng mình cần biết những khả năng sẽ gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng. Điều gì khiến các doanh nhân và quản lý cấp cao thành công đến vậy? Việt, sự thật là thế giới đang chuyển động không ngừng. Nó cần những người dám nghĩ, dám làm, có tư duy sáng tạo, khả năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề, hiểu biết văn hóa, có suy nghĩ toàn cầu. Những thanh niên trẻ trung đầy nhiệt huyết có thể học hỏi và thích nghi nhanh chóng với thế giới công nghệ đang ngày càng phát triển nhanh hơn. Vậy làm thế nào để Việt rèn luyện cho mình những khả năng đó? May mắn là có một môi trường học tập năng động và thực tế ở một đất nước xinh đẹp với nền kinh tế phát triển ổn định. Nước Úc chính là lựa chọn hoàn hảo cho những bạn trẻ như Việt. Hệ thống giáo dục đại học hàng đầu thế giới với các trường đại học đẳng cấp quốc tế và hàng ngàn chương trình học khác nhau cùng hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục nghiêm ngặt, đảm bảo đem đến chương trình học hiệu quả cho mọi sinh viên. Không chỉ vậy, cộng đồng người Việt đông đảo với 223.000 kiều bào và 30.000 du học sinh sẽ đem đến cho bạn cảm giác thân thuộc như ở nhà. Tuyệt vời hơn cả là Úc chỉ cách Việt Nam 8 giờ bay mà thôi. Còn chờ gì nữa, hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay bây giờ với Student Agency. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn chương trình học phù hợp, xin visa du học, tìm nhà ở và việc làm, kết nối với cộng đồng người Việt và cộng đồng sinh viên Student Agency, tư vấn định cư. Student Agency có mối liên kết chặt chẽ giữa Việt Nam và Úc. Với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, chúng tôi thiết kế lộ trình du học phù hợp với từng học sinh. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục uy tín tại Úc và có các nhân viên tư vấn ở cả Việt Nam và Úc để hỗ trợ học sinh toàn diện, chu đáo và hoàn toàn miễn phí. Ngay bây giờ, hãy theo đuổi giấc mơ và làm theo đam mê của bạn, trở thành người tiên phong trong thế giới kết nối toàn cầu. Student Agency, chuyển động cùng thế giới.